Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hoài Nam. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái model đang khuyến mãi bên Tú Nguyễn Music và Vietnam Music. Các bạn nên lưu ý là chỉ có hai địa chỉ này mới có khuyến mãi như thế này nha. Thứ nhất là ở 3146 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai đó là số 69 đường Trần Thị Nghỉ, phường 7, quận Gò Vấp ha. Thì chương trình khuyến mãi sẽ áp dụng cho KRB302 thì có những cái phụ kiện như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ mua được cây đàn RB302 này, nó bao gồm cho mình tất cả full luôn. Sẽ bao gồm đàn này, adapter này, giá nhạc này và những cái phụ kiện đi kèm theo trong thùng ha. Tiếp đó thì bên mình sẽ tặng thêm cho các bạn, thứ nhất là cái ghế RB302 này, các bạn xem cái ghế RB302 này là bên mình sẽ tặng kèm cho các bạn. Nếu mà bán ở ngoài thị trường thì giá nó sẽ khoảng gần 500.000 nha. Đây, cái ghế cùng màu đó sẽ có hai màu cho các bạn. Nếu các bạn chọn màu đen, mình sẽ tặng cho bạn ghế màu đen. Còn ghế màu nâu gỗ thì mình sẽ tặng cho bạn ghế này. Ở đây mình giới thiệu cái cây này là cây màu nâu gỗ. Và cái phụ kiện thứ hai bên mình tặng cho mình cho các bạn á, đó là cái headphone Tescam TH5 bao VIP luôn nha các bạn. Cái headphone này thì nó là chuyên cho phòng thu. Cái dải tần nó thì mình nhớ không nhầm hình như là khoảng 20Hz. 20Hz đến 220k. Cái tai nghe này thì chơi với cái nhạc cụ này thì nghe bao phê luôn. Mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn về cái tai nghe này. Tai nghe này trong đây nó sẽ tặng cho các bạn bao gồm cả jack 6 ly và 3.5 ly. Cái đàn này sử dụng hai jack đó luôn. Đây, tai nghe tất cả. Rất gặp ha. Nếu các bạn có lên mạng, các bạn coi bên Việt Thương ta review á. Đây. Cái Tescam này hiện tại đang có trị giá là 830.000, sẽ tặng kèm nha bạn, tặng kèm chứ không có bán nha. Tiếp tục đó là mình sẽ tặng cho bạn thêm một cái khăn phủ phím. Khăn phủ phím này có công dụng đó là nó sẽ phủ lên cái bàn phím của cái đàn để chống cho bụi vô. Mình đậy nắp lại nó vẫn còn những cái khe hở ha. Mình mở cái khăn phím mình đậy lên thì nó sẽ đỡ bụi, nó gớt vô những cái nút ở bên trong. Cái dạng như thế này đó, đậy lại, mình đậy lại là ok. Bên cạnh đó chưa hết, với cái RB302 này ở trong cái tháng 6 này thì bên mình sẽ free ship toàn bộ luôn. Tức là các bạn dù bạn ở Đà Nẵng hay là ở Hà Nội, bên mình vẫn free ship cho các bạn, gửi hàng ra cho các bạn free ship luôn. Đây Hà Nội chắc cái ship này chút khoảng gần 700-800 ấy. Nếu mà Đà Nẵng thì nó tầm khoảng 500-600 tùy. Tiếp theo đó là bên mình sẽ bảo hành cho bạn 2 năm với cái RB302, bao đổi trả cho các bạn trong 3 ngày. Nếu có lỗi mình sẽ đổi thêm mới cho các bạn luôn nha. Đối với cái 302, đó là những cái chính sách bên mình đang áp dụng cho cái RB302. Nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn cứ điện trên cái số điện thoại mình để ở dưới cái mô tả. Các bạn cứ bấm vô mô tả, các bạn sẽ thấy số điện thoại bên mình. Rồi bên mình sẽ hỗ trợ các bạn hết mình luôn. Giờ cảm ơn các bạn đã xem cái video giới thiệu quảng cáo của Vietnam Music ở Gò Vấp 69 đường Trần Thị Nghỉ. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn ngày vui vẻ.